À, con có thể đâu đây là quả roi. Con để giới thiệu các bạn là cách ăn quả này được không? Tại vì nhiều bạn ấy không biết quả này là quả gì luôn. Rồi. Học gọi là mận. À thế à? Ở ngoài mình gọi là roi. 2.000 thôi à? Mà đi dép của ai thế? Mẹ Mai chưa thanh toán ở Vi. Vi vào bảo mẹ lấy tiền thanh toán nhá. Rồi, em bách review tiếp đi. Chào các bạn, quả này ăn thế nào con nhở? Quả này ăn hạt à? Thái ra. Xong ăn như nào con? Đâu con thử đây con review một quả cho nào. Rồi. Ui giời, thì con cầm quả dao bố thấy hơi rồi. Thái đôi ra. Rồi, ăn như nào đấy con? Rồi lấy tay cho dùng tay con đây không dùng dao. No. Rồi. Rồi con ăn như nào con review cho các bạn nhá. Chưa đâu mẹ Mai ơi, mẹ Mai trả tiền nó ai. Ơi con này dùng tay không dùng dao nữa. Đấy dùng tay rồi, con tách ra rồi con bắt đầu. Ăn như nào nhỉ? Ăn như nào? Cắt à. Ôi con cầm ngược dao rồi, được rồi. Rồi ok. Rồi. Rồi đưa cho mẹ mượn dao, con gửi mẹ. Rồi, con ăn thử cho nào. Đâu ăn như nào con? Ờ. Bắt chơi sang quá. Mấy cái đống của bác cho cái túi to đấy. Vị như nào con thể mô tả cho nó bố nghe và mọi người nghe đó. Như nào nữa con? Ngọt với ngon thôi á, không còn cái từ gì để diễn tả nữa à con? Nó như thế nào nhở? Nó gồm những vị gì nhở? Vị roi à? Đó, cho bố xin miếng nữa không ạ? Bố quay đấy giờ bố cũng xin chào các bạn. Nó mang có gì đấy? À cái bina chay da. Cây mì chính hả? Chị tặng vợ mà. Ừ. Cái phần ship. Nó vợ mua về mà. Ừ, chấm ngon đấy. Nó vợ mua về mà cắm lông sống. Xếp hết. Ừ. Quả này nó ngọt. Đó, ngon lắm à. Nó ngọt nhưng mà nó có cả một cái vị chát của roi cổ nữa. Ngon mà. Thứ hai là nó không bị sâu. Các bạn nhìn cái chùm hoa này. Hoa này là hoa của cái cây mận lai bây giờ đấy. Cây nhà mình đợt này ra trái mùa cũng có quả rất là ngọt nhưng mà nó bị sâu ròi nhiều lắm. Trong khi đó cây cổ này không hề bị sâu nhá. Có thể nó có một chút vị chát. Ô, bác cầm dao bố kiếp quá. Bác ơi. Bác ơi bố bảo này con bố hướng dẫn bác ăn cái đoạn đấy nhá.